Hiện trạng là đường đá dâm rộng 4 mét rưỡi nha. Đây là cái hướng này là đi ra ngoài đường nhựa nè, cách đường nhựa 200 mét nè. Bắc mình đây, bắc mình đây, bắc mình là cái lô điều đó, bắc mình từ cái lô điều này nè. Thằng vườn chuối là của người khác, còn trên đất mình là chuối với điều. Có cột mốc rồi, đóng cột mốc rồi đây. Trời ơi, con chó ở đâu, có con đó. Hiện trạng trên đất là điều với chuối. Đường như vậy thì nó không tông chứ không phải là đâm đường. Trên đất nha, trên đất là chuối với điều, khá là bằng phẳng. Ở đây là trường tiểu học Lê Thị Hồng Ngắn ha. Sầm Uất Đông Đúc, cách đất mình 500 mét. Bán kính tiện ích khoảng 500 mét cho đến một cây số đầy đủ.